sách ngọt ngào mà đôi ta từng viết. Em như bông hoa mặt trời có nụ cười đốt cháy lòng người. Có lẽ em là thanh xuân của tôi. Từ ngày mai tôi phải đi, hẹn gặp em trong một khi khác. Kỷ niệm đôi ta đành ghi nhớ trong tim. Này người ơi em đừng quên, lần đầu tiên ta bước đến, mình đã chìm vào vùng trời yêu thương. Nếu lỡ mai này vô tình thấy được nhau, hãy để cho tôi nói với em lời chào. Nếu trái tim ta chung nỗi nhớ đông đầy, hẹn gặp lại em ngay. Bận lòng nhiều điều với em. Em bình tâm hơn chưa hay là nước mắt nhòe suốt đêm? Một ngày của em giao này như thế nào? Thường đi quán quen hay đến để ồn nào? Từ ngày tụi mình kết thúc bây giờ cuộc sống em ra sao? Thôi thì mong em đừng khóc nữa, đừng bỏ bữa những ngày sau. Không còn anh bao điều vẫn tốt như xưa. Mong em ngủ ngoan không hoài nghi nữa, thức trắng đêm trầm tư vì chẳng muốn thấy người mà mình yêu đâu.